Boston Dynamics vừa phát hành bản cập nhật mới nhất cho robot 4 chân nổi tiếng Spot, giúp nó có khả năng kiểm tra và thu thập dữ liệu tốt hơn mà không cần sự can thiệp của con người. Được gọi là Spot Release 3.0, bản cập nhật mới bổ sung quyền tự chủ linh hoạt và thu thập dữ liệu có thể lặp lại, khiến Spot trở thành giải pháp thu thập dữ liệu bạn cần để thực hiện các vòng kiểm tra an toàn và hiệu quả hơn. Không giống như nhiều thông báo khác của Boston Dynamics, thông báo này không đi kèm với một video hào nhoáng, nhưng nó có thể có tác động rất lớn đến vị trí của Spot trong thị trường robot di động công nghiệp, nơi nó có thể giảm chi phí của thiết bị IoT và rủi ro khiến người vận hành phải đối mặt với các hiểm họa môi trường. Cải thiện quyền tự chủ. Một trong những tính năng chính của Spot là AutoWalk, một hệ thống cho phép robot ghi lại và lặp lại đường đi. Người điều khiển đưa robot đi qua đường dẫn bằng giao diện điều khiển từ xa. Robot ghi nhớ đường đi và có thể lặp lại khi có lệnh. AutoWalk có thể được sử dụng cho các nhiệm vụ kiểm tra trong các cơ sở công nghiệp, hầm mỏ, nhà máy và công trường xây dựng. Bản cập nhật mới cải thiện AutoWalk, giảm nhu cầu hướng dẫn và can thiệp của con người. Người điều khiển robot hiện có thể chỉnh sửa các nhiệm vụ AutoWalk và thêm các hành động như chụp ảnh, đọc chỉ báo hoặc chạy mã của bên thứ ba. Spot cũng đã được cung cấp khả năng lập kế hoạch tốt hơn và có thể tìm ra con đường tốt nhất để thực hiện các hành động mục tiêu. Năng lực tìm đường của nó cũng đã được cải thiện để thích ứng với những thay đổi trong lộ trình kiểm tra, chẳng hạn như những chướng ngại vật mới. Và nó có thể được lên lịch để thực hiện kiểm tra theo lịch trình mà không có sự giám sát của con người trong giờ ngoài giờ. Boston Dynamics cũng đã cải thiện khả năng thu thập và xử lý dữ liệu của Spot, bao gồm khả năng chụp ảnh từ cùng một góc độ trong các chu kỳ AutoWalk và xử lý chúng bằng các mô hình học sâu chạy trên thiết bị hoặc trên đám mây. Spot đã được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho những thách thức khi kiểm tra từ xa bằng cách xử lý các địa hình, độ dốc và chướng ngại vật khác nhau. Bản cập nhật mới nhằm giúp Spot tự chủ hơn và ít phụ thuộc vào sự trợ giúp của con người hơn. Tích hợp với đám mây, một tính năng lớn khác của bản cập nhật mới là khả năng tương thích được cải thiện với các dịch vụ đám mây của Microsoft, Amazon và IBM. Khả năng cảm biến của Spot có thể là một giải pháp thay thế cho việc ghi dữ liệu thủ công hoặc thiết bị IoT, việc lắp đặt các cảm biến thông minh trên cơ sở hạ tầng cũ. Tính năng này giúp bạn có thể tự động tích hợp dữ liệu được thu thập trong AutoWalk của Spot vào một quy trình làm việc dựa trên dữ liệu rộng hơn của các công ty. Dữ liệu có thể được kết hợp với các nguồn thông tin khác và được xử lý bằng công cụ phân tích và học máy cho các tác vụ như theo dõi xu hướng, phát hiện điểm bất thường và kích hoạt cảnh báo. Mẫu Explorer có giá $74,500. Mô hình Enterprise phù hợp hơn với các môi trường công nghiệp, đắt hơn, mặc dù giá không được liệt kê trên trang web của công ty. Khi được sử dụng trong môi trường công nghiệp, nó cần được trang bị thêm các đạo cụ như camera kiểm tra 360 độ, $29,750. Cảm biến LiDAR, $18,450, hoặc bộ xử lý CPU cho suy luận học sâu trên thiết bị, $24,500. Robot 4 người không phải là trò chơi duy nhất trong thị trấn. Máy bay không người lái công nghiệp có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ kiểm tra mà Spot và các robot tương tự khác đang thực hiện. Nhưng máy bay không người lái bị giới hạn bởi thời lượng pin và trọng lượng. Chúng không thể được trang bị các thiết bị nặng như LiDAR có độ trung thực cao và GPU ngốn điện. Sự phát triển của Spot trong 2 năm qua đã khiến nó trở thành lựa chọn tối ưu cho các cài đặt nơi môi trường quá nguy hiểm để cử người vận hành và nơi kết nối Internet bị ngắt hoặc không có, và bạn cần một robot có thể thực hiện các nhiệm vụ ở mức độ tự chủ cao. Điều thú vị là hai video gần đây trên kênh YouTube của Boston Dynamics cho thấy Spot đang được sử dụng trong các hầm mỏ có những đặc điểm chính xác đó. Spot có thể sử dụng thiết bị thu thập và xử lý dữ liệu hạng nặng, và một khi nó đã được lập trình để thực hiện quy trình AutoWalk, nó có thể lặp lại mà không cần hoặc không có sự can thiệp của con người. Mô hình Enterprise cũng hỗ trợ đế sạc tự sạc, giá không được liệt kê, giúp loại bỏ nhu cầu sạc lại thủ công cho robot giữa các quy trình kiểm tra. Và bản cập nhật mới sẽ cải thiện khả năng tự chủ của Spot trong môi trường khắc nghiệt. Với chi phí cao của thiết bị IoT và rủi ro khi gửi thanh tra của con người trong các môi trường công nghiệp nguy hiểm, Spot có thể xứng đáng với mức giá điên rồ của nó. Trong biệt ngữ quản lý sản phẩm, Spot dường như đã đạt đến sự phù hợp của sản phẩm thị trường. Có nghĩa là nó đang giải quyết các vấn đề của một thị trường cụ thể theo những cách vượt trội hơn so với các lựa chọn thay thế của nó. Đây là một bước phát triển tích cực cho Boston Dynamics,
công ty đã cố gắng tạo ra một mô hình kinh doanh khả thi xung quanh nghiên cứu cực kỳ tốn kém của mình. Và bản cập nhật mới cho phép Boston Dynamics nâng cao giá trị của Spot và có thể mở rộng thị trường. Chia sẻ hữu ích nhé!